Kháng sinh. Năm 1929, Alexander Fleming phát hiện ra khả năng kháng khuẩn của nấm Penicillin notatum, mở đầu cho nghiên cứu và sử dụng kháng sinh. Nghiên cứu, sản xuất, sử dụng kháng sinh đã phát triển mạnh, do tác dụng hơn hẳn trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn so với các thuốc kháng khuẩn. Hiện nay, giới y học quan niệm rằng kháng sinh là những chất tạo thành do chuyển hóa sinh học, có tác dụng ngăn cản sự tồn tại hoặc phát triển của vi khuẩn ở nồng độ thấp, được sản xuất bằng sinh tổng hợp hoặc tổng hợp theo mẫu các kháng sinh tự nhiên. 1. Phân tích được mối liên quan giữa cấu trúc hóa học đến tác dụng của các nhóm thuốc kháng sinh. 2. Phân tích được tính chất lý hóa để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong trường. 3. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Nói chung, kháng sinh được phân loại dựa vào cấu tạo hóa học, gồm các nhóm sau. 1. Kháng sinh beta-lactam. 2. Kháng sinh aminoglycosid. 3. Kháng sinh tetracycline. 4. Chlorzamphenicol và dẫn chất. 5. Kháng sinh macrolide. 6. Kháng sinh lancosamide. 7. Kháng sinh polypeptide. 8. Các kháng sinh khác, rifampicin. Đánh giá tác dụng. 1. Theo đơn vị tác dụng, EU, thường dùng cho các sản phẩm kháng sinh thiên nhiên, không nguyên chất. 2. Theo khối lượng chất chuẩn, gam, miligam, thường dùng cho các chế phẩm kháng sinh bán tổng hợp, tinh khiết. Kháng sinh beta-lactam. Cấu trúc là các kháng sinh mà phân tử chứa vòng beta-lactam. Hai nhóm lớn của kháng sinh này là penicillin và cephalosporin. Kháng sinh penicillin. Các penicillin khác nhau bởi gốc R, những carbon bất đối có cấu hình theo vị trí là 2S, 5R, 6R. Theo tên thường gọi thì axit đã bị thế gốc asin, R, CO, là axit 6-amino, penicillanic, A6AP. Vậy các penicillin là các asin hoặc amid của A6AP, tên các chất luôn có vị ngữ y-lin. Lý tính. Đa số ở dạng bột kết tinh, có mùi đặc trưng, dạng axit khó tan trong nước, dạng muối natri và kali dễ tan trong nước. Phổ hồng ngoại được dùng phổ biến để định tính. Phổ hấp thụ từ ngoại, cực đại hấp thụ chủ yếu do nhân phenin. Các phương pháp sắc ký lớp mỏng, sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao, các dược điển thường có chung một phép thử sắc ký lớp mỏng. Cho đa số các penicillin, mời các bạn xem dược điển Việt Nam 3, phụ lục 7.2. Các penicillin là các axit có 2COOH với pK bằng 2,5 đến 2,75, tùy theo gốc R, dạng axit khó tan trong nước, dạng muối natri hoặc kali dễ tan. Dùng pha thuốc tiêm, dạng muối với các bazơ amin phân tử lớn rất khó tan trong nước, được dùng với tác dụng kéo dài do giải phóng từ từ penicillin trong cơ thể, ví dụ, benzathin penicillin G, perzocain penicillin G. Một số penicillin tương kỵ, kết tủa, với các chất bazơ amin, alkaloid. Độ bền chung của khung, khung không bền với sự thủy phân, ancol phân và amin phân. Tác dụng của tác nhân ái nhân. Kiềm, OH. Amin, R, N, R, R, N, H, ancol, R, O. Trong môi trường kiềm, pH lớn hơn 8, do hình thành trung tâm nhân ái nhân lớn hơn CO, OH sẽ phản ứng vào lớn hơn CO. Thêm iốt thừa để oxy hóa, 2, và, 3, rồi định lượng iốt thừa bằng dung dịch thiosulfat, chỉ thị hồ tinh bột. Mời các bạn xem quy trình, ở Dược điển Việt Nam 3, phụ lục 6.3, phép đo iốt chỉ dùng cho dạng bào chế. Phản ứng với hydroxylamin hay dùng để định tính. Nếu dùng muối sắt 3, tạo hydroxamat sắt màu đỏ. Tác dụng của các tác nhân ái điện tử, sự thủy phân axit. Góc giữa hai vòng 4 và 5 cạnh nhỏ, A bằng 90 độ, nên có dịch chuyển điện tử, A, H cộng phản ứng vào S, làm mất vòng beta-lactam. Phản ứng xảy ra nhanh khi pH nhỏ hơn 5. Tác dụng của tác nhân oxy hóa, định tính các penicillin bằng phản ứng màu. Dược điển Việt Nam 3 quy định định tính các penicillin và các cephalosporin bằng phản ứng A với axit sulfuric đặc hoặc B với hỗn hợp formol axit sulfuric, tỷ lệ 0,2 gram formol trong 10 ml axit sulfuric đặc. Cơ chế tác dụng: ngăn cản xây dựng và giảm độ bền của màng tế bào vi khuẩn, nên chủ yếu kìm hãm sự tồn tại và phát triển của vi khuẩn. Kháng sinh.
kháng thuốc. Vi khuẩn sinh ra các beta-lactamase, là enzyme có tác dụng mở vòng beta-lactam, theo phản ứng ái nhân vào liên kết CO, làm kháng sinh mất tác dụng. Tất cả các cách kháng không sinh ra beta-lactamase. Để thực hiện gọi là kháng gián tiếp, được gọi là kháng methicillin. Staphylococcus, tụ cầu, cách kháng này phát triển rất nhanh. Penicillin là kháng sinh ít độc, ít tác dụng không mong muốn, ngoại trừ phản ứng dị ứng, phải thử, test, trước khi dùng thuốc. Khi thử dùng penicillin polylysin, thì an toàn hơn là dùng penicillin, đặc biệt chú ý đối với người có tiền sử. Tương tác thuốc. Pyrobenicid, chất này giảm bài tiết hầu hết các penicillin, rifampicin ở ống thận và được dùng phối hợp với nhiều penicillin để duy trì nồng độ tác dụng của các chất này lâu hơn trong máu. Đặc điểm chung penicillin nhóm 1. Gồm các penicillin tự nhiên, penicillin G, V và các dẫn chất của hai kháng sinh này. Phổ hẹp, chủ yếu tác dụng trên vi khuẩn gram dương. Không kháng axit, penicillin G, hoặc kháng axit, penicillin V. Không kháng được beta-lactamase, bị beta-lactamase làm mất tác dụng. Penicillin kali, natri. Tính chất. Bột kết tinh màu trắng, hơi đắng, mùi đặc biệt, tương đối bền khi khô, dễ hút ẩm. Khi ẩm thì dễ phân hủy, và hoạt tính giảm nhanh. Dễ tan trong nước, muối kali dễ tan, và hút ẩm mạnh hơn muối natri, không tan trong aceton, ete, chloroform, dung dịch trong nước mất hoạt tính nhanh. Nên thường dùng đệm citrat, phốt phát để ổn định pH ở 5,5 đến 6.0 và nhiệt độ nhỏ hơn 15 độ C, như vậy có thể dùng được sau vài ngày. Định tính. Đo phổ hồng ngoại. Cho phản ứng của ion K, hoặc Na cộng. Dùng dây platin. Cho phản ứng amin phân, dùng hydroxylamin hydrochloric H2NOH, acid chloric trong môi trường natri hydroxid, và tạo phức màu với đồng sunfat hoặc sắt ba chloric. Dung dịch trong nước tạo tủa khi thêm acid chlorhydric 10%, tủa tan trong acid chlorhydric thừa acid acetic, ete, chloroform. Phản ứng với formol trên acid sulfuric cho màu nâu ánh đỏ. Sau khi đun cách thùy, tiến hành làm sắc ký lớp mỏng, đo hấp thụ từ ngoại, dung dịch 94mg trên 50ml nước, đo ở 325, 280, và cực đại 264 nanomet. Độ vô khuẩn, thử trí nhiệt tố, độc tính, định lượng, bằng phép đo thủy ngân. Công dụng, phổ hẹp, không kháng axit, không kháng beta-lactamase. Tác dụng chủ yếu trên vi khuẩn gram dương. Ưu điểm là tác dụng mạnh trên một số ít vi khuẩn gram âm như lậu cầu, màng não cầu, bị axit dịch vị và beta lactamase phá hủy. Chỉ định cho các nhiễm khuẩn gram dương như các chủng tụ cầu không sinh beta lactamase, liên cầu, phế cầu, các trực khuẩn, bạch hầu, uốn ván, than, trực khuẩn gây hoại thư sinh hơi, trừ trực khuẩn lao, xoắn khuẩn như giang mai. Nói chung không chỉ định cho nhiễm khuẩn gram âm, trừ lậu cầu, màng não cầu. Như thương hàn, lý, dịch hạch, không tác dụng và không chỉ định cho nhiễm virus. Penicillin G-benzathin. Muối của penicillin G, ngậm 4 phần tử nước, 1mg thay cho 1211 IU penicillin, rất ít tan trong nước, 1g trên 5000ml, nên khi tiêm bắp sâu chỉ giải phóng dần, chậm, ra penicillin G, và giữ được nồng độ tác dụng trong máu lâu. Công dụng. Penicillin chậm không thể dùng điều trị cho trường hợp cần nồng độ penicillin cao, tính chung với chất này, tác dụng kháng khuẩn, chỉ bằng một nửa tác dụng của penicillin G. Chỉ dùng điều trị các bệnh do vi khuẩn rất nhạy cảm với penicillin G, như liên cầu khuẩn nhóm A, xoắn khuẩn giang mai, vi khuẩn gây gẻ tóc. Dùng điều trị giang mai, lậu, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, do liên cầu nhóm A, phòng thấp khớp tái phát. Dạng thuốc. Dạng hỗn dịch, 600.000 IU trên 1ml, 900.000 IU trên 1,5ml, 1.200.000 IU trên 2ml và 2.400.000 IU trên 4ml, viên nén 200.000 IU. Phenoximetin penicillin. Tính chất. Bột kết tinh trắng, khó tan trong nước, 1 trên 1.200, dễ tan trong ethanol 96%. Không tan trong dầu, paraffin lỏng.
định tính, đo phổ hồng ngoại và so sánh với phô chuẩn, làm phản ứng với thuốc thử HCHO trên axit sulfuric đặc, tiến hành làm sắc ký lớp mỏng, đo tử ngoại, xác định axit phenoxyacetic bằng sắc ký lớp mỏng, định lượng bằng phép đo thủy ngân. Công dụng: phổ tác dụng giống phổ tác dụng của penicillin G, nhưng tác dụng trên vi khuẩn gram dương có yếu hơn, do có nguyên tử O hút điện tử về phía nó, mũi tên cong, nguyên tử O này ở trước ete, nên H cộng không thể tác dụng theo phản ứng thủy phân axit, vì vậy penicillin V bền trong môi trường axit, kể cả axit ở dịch vị. Chỉ định: dùng thay penicillin G đối với các nhiễm khuẩn nhẹ và trung bình do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra, ưu điểm là dùng đường uống với số lần ít hơn. Penicillin nhóm 2, 2M, bao gồm các penicillin bán tổng hợp với đặc điểm chung sau. Có hoạt phổ hẹp, chủ yếu trên vi khuẩn gram dương, tương lự penicillin G. Kháng penicillin A, nhưng vẫn bị vi khuẩn kháng gián tiếp, kháng M. Kháng hoặc không kháng axit, dùng đường uống hoặc tiêm, tùy trường hợp. Được dùng điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng penicillin nhóm 1 bằng cách sinh ra penicillin A. Các bạn lưu ý chữ M chỉ methicillin, chất đầu tiên của nhóm, nay ít dùng. Công dụng: tác dụng cản trở không gian đối với penicillin A là do nhân isoxazone mang hai nhóm 5 metin và 3 phenin ở vị trí other đối với vị trí 4, nối với CO. Do tác dụng hút điện tử của nhân isoxazone, giống như nguyên tử O trong penicillin V, các kháng sinh này bền với axit và hấp thụ tốt khi uống, nên có thể dùng cả đường uống hoặc đường tiêm. Phổ tác dụng tương tự phổ tác dụng của penicillin G, hoạt lực kém hơn. Nhưng đối với các chủng tụ cầu tiết ra penicillin A, thì hoạt lực lại hơn hẳn hoạt lực của penicillin G. Sự có mặt của các nguyên tử halogen có hai tác dụng: tăng độ hấp thu khi uống, tính trung bình độ hấp thu tăng gấp 2 lần khi thêm một nguyên tử halogen, tăng hoạt tính, ví dụ loxacillin tác dụng trên cả tụ cầu kháng methicillin. Chỉ định chung: trong các trường hợp nhiễm tụ cầu sinh penicillin A gây ra như các nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đường hô hấp, ở các mô mềm, xương khớp, da, thường dùng theo đường uống, thức ăn có ảnh hưởng đến hấp thu. Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch đối với các trường hợp bệnh nặng, cấp tính, có thể phối hợp với các kháng sinh khác, đặc biệt là ampicillin để mở rộng phổ tác dụng. Các penicillin nhóm 3, aminobenzin penicillin. Tính chất: dạng bột kết tinh trắng, ít tan trong nước, 1/90, dạng khăn ít tan hơn, thực tế không tan trong nhiều dung môi hữu cơ, dầu thực vật, tan trong các dung dịch axit loãng và hydroxin kiềm, do có NH và COOH trong phân tử. Cho phản ứng của amino acid với ninh irin hoặc thuốc thử phenylalanine. Định tính: tiến hành các phép thử, đo phổ hồng ngoại và so sánh với phổ chuẩn, sắc ký lớp mỏng, phản ứng với thuốc thử HCHO trên HLSO4 cho sản phẩm không màu, màu vàng sẫm. Định lượng bằng phép đo thủy ngân, dùng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Công dụng: trong môi trường nước, phân tử phân cực, do có mặt NH như một axit amin nên H cộng chỉ tác dụng vào COO thành COOH và NH3 cộng thành NH2 cộng và H cộng, vậy ampicillin bền với axit, không bị dịch vị phá hủy, tuy nhiên kiềm và các tác nhân ái nhân khác phá hủy dễ dàng vòng beta-lactam. Sự phân cực của phân tử làm tăng tính thấm qua màng tế bào vi khuẩn gram âm, có tác dụng trên nhiều vi khuẩn gram âm. Cấu trúc A-amino-A-phenin không cản trở không gian với penicillin lactamase. Ampicillin có hoạt phổ rộng, tác dụng trên cả vi khuẩn gram dương và gram âm, so với penicillin G thì tác dụng trên vi khuẩn gram cộng yếu hơn, là chất duy nhất trong nhóm amino penicillin có hiệu lực đối với Salmonella, Shigella, không có tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh. Kháng axit, không bị dịch vị phá hủy, có thể dùng uống và tiêm. Không kháng penicillin lactamase. Chỉ định: có chỉ định của kháng sinh phổ rộng. Điều trị nhiễm khuẩn gây ra bệnh nhiễm trùng ở đường hô hấp trên, đường tiêu hóa, đường niệu. Tiêm cho các trường hợp cấp tính, nặng như nhiễm trùng máu, viêm màng trong tim, viêm màng não. Dạng thuốc:
viên nén, viên nhộng 250 và 500 mg, lọ bột pha tiêm 250 mg, 500 mg, 1 g và 2 g. Các phối hợp thường gặp: Ampicillin subactam, chất kháng penicillin lactamase, tỷ lệ 2:1, thuốc tiêm biệt dược Unasin, có tác dụng trên cả các vi khuẩn sinh ra penicillinas. Ampicillin với clorhexidine, tỷ lệ 2:1, hoặc ampicillin với gentamicin, với clorhexidamphenicol trong một số trường hợp cần thiết. Amoxicillin được dùng cả dạng axit khan và dạng muối natri. Tính chất: dạng bột tinh thể màu trắng, vị đắng, khó tan trong nước, ancol, thực tế không tan trong ete, chloroform, dầu, tan trong dung dịch axit hoặc hydroxit kiềm loãng, do là một amin, bị phân hủy nhanh ở độ ẩm cao và nhiệt độ trên 37 độ C. Trong kiểm nghiệm cũng tiến hành các phép thử và định lượng tương tự như ở ampicillin. Công dụng: hoạt phổ giống như ở ampicillin, nhưng tác dụng trên tụ cầu, màng não cầu, Clostridium, Salmonella, Shigella kém hơn ampicillin. Bị penicillinas phá hủy. Bền hơn với axit, khi uống hấp thu nhanh, và hầu như hoàn toàn hơn, 75-90% được hấp thu, thức ăn không ảnh hưởng đến hấp thu, đạt được nồng độ trong máu nhanh, và cao hơn, nên uống để chữa bệnh toàn thân, hoặc đường niệu thì tốt hơn ampicillin, để chữa bệnh đường ruột thì kém hơn ampicillin. Uống để điều trị các nhiễm khuẩn nhẹ và vừa do cầu khuẩn ruột. Kết hợp với probenecid để điều trị lậu, với clavulanat kali, là chất kháng penicillin lactamase, biệt dược Aumentin, để điều trị bệnh do tụ cầu, E. coli, Pasteurella multocida, với metronidazole hoặc clarithromycin điều trị H. pylori. Tác dụng phụ: ít gây tiêu chảy hơn ampicillin. Dạng thuốc: viên nhộng 0,25 g và 0,5 g, lọ bột pha tiêm 0,25 g và 0,5 g. Kháng sinh cephalosporin. Năm 1918, Abraham và cộng sự phân lập từ môi trường nuôi cấy nấm Cephalosporin acrimonium, được Cephalosporin C. Có gốc rễ của penicillin N, nhưng Cephalosporin C là dẫn chất asin của axit 7-amino cephalosporin, viết tắt là A7AC. Các kháng sinh cephalosporin được dùng là dẫn chất asin hóa của A7AC, mang cấu trúc delta 3, cephem. Delta 3 mới đủ liên hợp điện tử với vòng beta lactam để hợp chất có tác dụng sinh học. Tính chất vật lý và các phương pháp liên quan: các cephalosporin thường ở dạng bột kết tinh trắng hoặc trắng ngà, không mùi hoặc hơi có mùi, một số chất có mùi lưu huỳnh như cephalosin. Điện tử ở vòng delta 3 cùng với các nhân thơm làm cho phổ hấp thụ từ ngoại của cephalosporin có cực đại xác định. Các phương pháp sắc ký lớp mỏng. Sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Tính chất hóa học và ứng dụng: độ bền của khung cephalosporin. Vòng beta lactam trong cephalosporin kém bền, do cộng hưởng amid không tồn tại. Cộng hưởng amid mất đi chủ yếu còn do có cộng hưởng enamin. Cộng hưởng này mạnh lên khi R3 hút điện tử. So với penicillin thì các cephalosporin bền với axit hơn, tuy nhiên do cộng hưởng enamin mà phản ứng cộng hợp ái điện tử vẫn xảy ra tại trung tâm âm, kéo theo các đứt đường nối amid. Đó là quá trình thủy phân axit, chất đầu tiên tạo thành là axit cephalosporic. Tác dụng của tác nhân ái nhân N U nối đôi với OH hoặc R N R hoặc R O. Do không có cộng hưởng amid nên các tác nhân ái nhân kiềm, ancol, amin tác dụng vào C-carbonin tương tự như ở penicillin, gây ra các phản ứng thủy phân kiềm, ancol và amin phân, làm mở vòng beta-lactam. Tính axit do 4-COOH. Các cephalosporin có tính axit khá mạnh của axit alpha, beta không no. Tính chất và ảnh hưởng của các nhóm thế R1, R2, R3. Khi R2 nối đôi với OCH3, các tính chất hóa lý ảnh hưởng ít. Gốc R3 có ảnh hưởng đến cộng hưởng enamin, như nói trên. Nếu R3 không hút electron, và đồng thời ở R1 lại có NH2 ở C-alpha hút electron, thì mô hình phân tử gần với ampicillin, đó là một số ít chất bền với axit cephalosin, cefadrosin, cefredin. Khi là gốc không bền, R3 nối đôi với CH2,
OCOCH3, gốc ở A7AC, thì gốc này có thể bị thủy phân bởi enzyme hoặc thủy phân hóa học, làm mất hoạt tính sinh học của chất. Trong tổng hợp thì gốc này là trung tâm phản ứng thế ái nhân để tạo ra R3 theo ý muốn. Gốc R1, nói chung có vai trò giống như ảnh hưởng của R trong các penicillin, đó là ảnh hưởng tới độ bền chung của khung và tác dụng sinh học. Phản ứng oxy hóa, làm phản ứng và quan sát màu với các thuốc thử axit sulfuric và hormone trong axit sulfuric đặc, như ở penicillin. Định lượng, có thể có các phương pháp sau đây. Phép đo iốt, nguyên tắc tương tự như ở penicillin. Phương pháp trung hòa, dựa vào mùng 4, COOH, hòa chế phẩm vào DMF, rồi chuẩn độ bằng dung dịch natri methylate, dùng chỉ thị màu, hoặc phép đo điện thế để xác định điểm kết thúc. Phương pháp quang phổ từ ngoại, thường phải đo song song với chất chuẩn. Dùng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao, là phương pháp khá phổ biến hiện nay. Tác dụng, kháng thuốc và độc tính. Cơ chế tác dụng tương tự như ở các penicillin. Kháng thuốc, về cơ bản vi khuẩn kháng cephalosporin giống như kháng penicillin, và có kháng chéo. Độc tính tác dụng không mong muốn, tương tự penicillin và có dị ứng chéo, do làm tăng độc tính của một kháng sinh độc đối với thận và thính giác, nên không phối hợp cephalosporin với các nhóm kháng sinh này. Các thế hệ cephalosporin và chế phẩm đại diện. Hiện nay 4 thế hệ cephalosporin được phân loại dựa trên phổ tác dụng đối với vi khuẩn gram âm và độ bền của chúng đối với các beta-lactamase. Cephalosporin thế hệ 1 gồm các chất có hai đặc điểm sau. Tác dụng mạnh nhất trên các vi khuẩn gram dương và yếu nhất trên vi khuẩn gram, cụ thể. Tác dụng tốt đối với hầu hết các tụ cầu, kể cả tụ cầu sinh ra penicillinase, trừ tụ cầu kháng methicillin. Và hầu hết các chủng liên cầu, có tác dụng trung bình đối với một số vi khuẩn gram âm như lậu cầu nói chung, trên cầu khuẩn thì hoạt tính không hơn penicillin. Không bền và dễ bị beta-lactamase phá hủy. Theo cấu trúc và một phần phù hợp với tính chất tác dụng, thế hệ 1 được chia ra 3 nhóm, trong đó đều có R2 nối đôi với H. Chỉ định chung của các cephalosporin thế hệ 1. Thường thay thế các penicillin để chống tụ cầu, thay penicillin G chống nhiễm tụ cầu, hoặc liên cầu nặng, trừ trường hợp bệnh do cầu khuẩn ruột, viêm màng não do màng não cầu, phòng nhiễm khuẩn trong và sau phẫu thuật ở một số trường hợp phẫu thuật. Cephalexin. Tính chất: dạng bột kết tinh trắng, hơi có mùi lưu huỳnh, tan ít trong nước, tan trong các dung dịch kiềm loãng, thực tế không tan trong ethanol 96%, ete. Định tính: tiến hành sắc ký lớp mỏng, phản ứng với thuốc thử HCHO trên axit sulfuric cho màu vàng nhạt, vàng thẫm. Đo độ hấp thụ từ ngoại. Định lượng: bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Công dụng: thuộc nhóm 3 của thế hệ 1, có phổ tác dụng của thế hệ 1. Cephalexin có cấu trúc theo mô hình của ampicillin, nên bền với axit, dễ hấp thu khi uống và không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, nên dùng theo đường uống, đào thải chủ yếu qua đường niệu, cũng tốt cho nhiễm trùng đường niệu. Chỉ định: nhiễm khuẩn đường hô hấp do phế cầu và liên cầu hoại huyết beta nhóm A, viêm tai giữa. Dạng thuốc: viên, nàng, nén, 0,25g, 0,5g. Cephalosporin thế hệ 2 gồm các chất tác dụng mạnh hơn trên vi khuẩn gram âm và yếu hơn trên vi khuẩn gram dương so với thế hệ 1. Giống như thế hệ 1, các chất thế hệ 2 không tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh. Các chất thế hệ 2 bền với lactamase, kháng beta-lactamase, khả năng này do các cấu trúc sau. R2 nối đôi với OCH ở các cephalexin hoặc R nối đôi với C6H6CH đều có tác dụng làm giảm sự sinh ra beta-lactamase của vi khuẩn. Chỉ định chung: dùng điều trị hầu hết các nhiễm khuẩn nặng do tụ cầu và trực khuẩn gram âm yếm khí, phòng nhiễm khuẩn trong một số trường hợp phẫu thuật. Các chất thế hệ 1 và 2 đều không đạt nồng độ tác dụng ở dịch não tùy trừ cefuroxim. Chỉ định chung: dùng điều trị hầu hết các nhiễm khuẩn nặng do tụ cầu và trực khuẩn gram âm yếm khí, phòng nhiễm khuẩn trong một số trường hợp phẫu thuật. Các chất thế hệ Y và 2 đều không đạt nồng độ tác dụng ở dịch não tùy trừ cefuroxim. Cefuroxim natri. Tính chất: dạng bột kết tinh trắng, hút ẩm,
tan trong nước, rất ít tan trong ethanol, thực tế không tan trong ethe. Định tính. Tiến hành sắc ký lớp mỏng. Phản ứng với thuốc thử HCHO trên axit sulfuric được các màu nâu nhạt, nâu đỏ. Định lượng, bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Công dụng. Có phủ kháng khuẩn điển hình của cephalosporin thế hệ 2, và trong thế hệ này, duy nhất là chất đạt nồng độ tác dụng ở dịch não tùy. Chỉ định, cho các trường hợp. Viêm màng não cầu, tụ cầu vàng, bệnh lậu, do tác dụng tốt với lầu cầu. Viêm đường hô hấp dưới, viêm phổi, viêm phế quản. Viêm đường tiết niệu. Nhiễm trùng máu, viêm xương, bởi các vi khuẩn nhạy cảm. Phòng nhiễm trùng trong phẫu thuật. Cephalosporin thế hệ 3. Đặc điểm. Trên vi khuẩn gram dương, đặc biệt tụ cầu, tác dụng kém hơn cephalosporin thế hệ 1, nhưng có phủ rộng, tác dụng mạnh trên vi khuẩn gram âm. Kháng beta-lactamase của vi khuẩn gram âm mạnh hơn so với thế hệ 2, cụ thể như rất có tác dụng đối với vi khuẩn gram âm kỵ khí, nói chung có tác dụng trên họ vi khuẩn đường ruột, kể cả các chủng đa kháng. Một số chất có ưu điểm hơn thế hệ 1, 2 về dược động học, như thấm tốt vào các tổ chức, như dịch não tùy, hoặc có tác dụng kéo dài. Chỉ định. Viêm màng não, như cefuroxim. Thuốc điều trị lậu chọn lọc, ceftriaxone. Cefotaxim. Tính chất. Chế phẩm có dạng bột màu trắng hoặc trắng ngà, háo nước, dễ tan trong nước, ít tan trong methanol, thực tế không tan trong ethe. Tiến hành sắc ký lớp mỏng. Phổ hấp thụ từ ngoại, có lambda mắc ở 235 nanomet với A, 1%, 1 cm, bằng 360-390, đo với dung dịch 0,002%. Định lượng, bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Công dụng. Cefotaxim là chất đầu tiên của thế hệ 3 được sử dụng, R3 không bền. Một phần chuyển hóa ở R3 thành R3 nối đôi với CH2OH ít tác dụng, có hoạt phổ điển hình của thuốc thế hệ 3, với các đặc điểm riêng sau. Tác dụng trên trực khuẩn gram âm tương đương các kháng sinh aminosid, trừ trực khuẩn mủ xanh. Tác dụng trên trực khuẩn gram âm đa kháng, hơn mosalactam, ceftazidime và cefoperazone. Khả năng kháng cao với nhiều beta-lactamase, trên tụ cầu vàng thì tác dụng kém các cephalosporin thế hệ 1 hoặc 2. Chỉ định. Viêm màng não do vi khuẩn gram âm, các nhiễm khuẩn nặng khác ở ngoài hệ thần kinh trung ương. Do trực khuẩn gram âm gây ra, đường niệu, hô hấp, xương khớp, da, máu. Dùng phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật, có thể phối hợp với kháng sinh aminosid khi cần. Dạng thuốc, lọ bột pha tiêm 0,5 gram, 1 g và 2 gram. Cefixim. Tính chất. Dạng bột tinh thể trắng, dạng khan chảy ở trên 250 độ C, dạng ngậm 3 phân tử nước, sihydrat, chảy ở 220 độ C, kèm phân hủy. Tan rất ít trong nước, ít tan trong ancol, tan trong methanol, không tan trong ethyl acetate. Công dụng. Dùng theo đường uống, có tác dụng rất tốt với hầu hết vi khuẩn đường ruột, liên cầu, phế cầu, kể cả các chủng kháng penicillin lactamase, nhưng bị các tụ cầu kháng. Chỉ định. Cho các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, nhiễm khuẩn đường niệu không biến chứng, viêm tai giữa. Dạng thuốc, hỗn dịch uống hoặc viên nén. Ceftriaxone natri. Tính chất. Ở dạng axit có PKACOOH bằng 3, PKAOHenol bằng 4,1 và PKANH3+3,2. Dạng muối đi natri là bột tinh thể có màu từ trắng đến vàng nhạt. Chảy ở 155 độ C. Kèm phân hủy. Dễ tan trong nước 40 gram trên 100ml ở 25 độ C. Dung dịch nước có màu từ vàng đến vàng hổ phách tùy thời gian. pHc 1 khoảng 6,7. Ít tan trong ethanol. Định tính. Tiến hành sắc ký lớp mỏng. Phản ứng với thuốc thử HCHO trong axit sulfuric. Cho các màu vàng xanh và vàng. Công dụng. Có phủ kháng khuẩn của thuốc thế hệ 3. Với tác dụng tốt trên lầu cầu tác dụng rộng trên vi khuẩn gram âm.
không tác dụng trên cầu khuẩn ruột, bền với nhiều beta-lactamase. Chỉ định là thuốc chọn lọc điều trị các nhiễm khuẩn, không có biến chứng và không phát tán do lậu cầu. Ngoài ra, viêm màng não trẻ em, viêm màng não và các nhiễm khuẩn nặng khác do trực khuẩn gram âm, các nhiễm khuẩn ở xương, khớp, ổ bụng, đường hô hấp dưới, vùng chậu hông, da, đường niệu. Phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật, tác dụng tương đương cefazolin. Dạng thuốc, lọ bột pha tiêm 0,25g, 0,5g, 1g, 2g, 10g. Cephalosporin thế hệ 4. Đặc điểm, vẫn giữ hoạt phổ của thuốc thế hệ 3 đối với vi khuẩn gram âm, nhưng tác dụng mạnh hơn trên vi khuẩn gram dương so với thuốc thế hệ 3, tác dụng tốt hơn, kháng nhiều beta, lactam. Kháng sinh aminosid. Kháng sinh aminoglycoside, gọi tắt là aminosid, gồm các chất phân lập từ môi trường nuôi cấy các chủng vi sinh. Chất đầu tiên được Waxman, người Mỹ, phát hiện năm 1943 là streptomycin, từ môi trường nuôi cấy chủng Streptomyces rhizus. Lúc đó streptomycin rất được chú ý vì là chất kháng sinh kiểu mới, tác dụng trên vi khuẩn gram âm, bổ sung cho phổ tác dụng của penicillin trên vi khuẩn gram dương. Cho đến nay đã có khoảng gần 100 aminosid được biết tới, trong số đó trên 10 chất đã được nghiên cứu đầy đủ và đưa vào điều trị. Cấu trúc. Các aminosid có cấu trúc heterosis, genin-OOZ. Phần genin là vòng cyclito, polyancol đóng vòng, trong đó 2-OH ở vị trí 1, 3 hoặc 1, 4 đã thay bằng hai nhóm amin, dẫn chất 1, 3 hoặc 1, 4 diamino. Dẫn chất 1, 3 diamino cyclito, gồm 3 cấu trúc, sertraceptamin, deoxy-2-streptamin và streptidin. Hai nhóm guanidin thay cho 2-OH ở các vị trí 1, 3. Các aminosid dẫn xuất 2-deoxystreptamin liên kết glycosid vào các vị trí 4, 5 hoặc 4, 6 được gọi là dẫn chất thế 4, 5 hoặc 4, 6 của 2-deoxy-2-streptamin. Ngoài sự khác nhau về vị trí nối đường, hai nhánh dẫn chất này còn khác nhau về độc tính. Loại thế 4, 6 có phổ tác dụng rộng trên cả 2 gram vi khuẩn, độc tính thấp hơn nên có thể tiêm. Loại thế 4, 5 độc tính cao chỉ dùng ngoài. Dẫn chất 1, 4 diamino cyclito, fortamin. Phần đường là các đường amin 6 cạnh và đường 5 cạnh trung tính. Đặc điểm lý hóa. Aminoside thân nước do phần đường, tính bazơ do các nhóm amin dạng base tan trong dung môi hữu cơ, nhưng cũng tan được trong nước. Tạo muối với axit, trong đó muối sunfat dễ tan trong nước hơn cả. Bền ở pH gần trung tính, bị thủy phân chậm trong pH axit, kèm giảm hiệu lực kháng khuẩn. Tạo phức màu tím với ninh irin, phản ứng này dùng định tính aminoside. Định lượng. Các chế phẩm dược dụng thường là hỗn hợp các aminoside gần nhau, do một chủng vi sinh tạo ra, dạng muối với số phân tử axit sulfuric. Việc định lượng các chế phẩm này cần xác định hai chỉ tiêu. Một, hoạt lực kháng khuẩn, bằng phương pháp vi sinh, hoặc sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Hai, giới hạn sunfat bằng phương pháp complexion qua dung dịch bazi chlorid chuẩn quá thừa tạo kết tủa bazi sunfat. Các aminoside gần như không qua được màng nhầy niêm mạc ruột nên không hấp thu ở đường tiêu hóa. Như vậy, khi điều trị nhiễm khuẩn toàn thân thì phải tiêm, còn nếu chống nhiễm khuẩn ruột thì thuận lợi. Độc tính. Khi sử dụng liều cao và thời gian kéo dài, kháng sinh aminoside thể hiện độc tính chủ yếu sau. Với thính giác, gây hoại tử tổ chức dây thần kinh thính giác, biểu hiện ù tai, khó nghe, có thể dẫn đến điếc khó hồi phục. Với tiết niệu, kích ứng cầu thận và ống thận, nặng hơn gây hoại tử cấp ống thận, độc tính này rất đáng quan tâm vì aminosid thải trừ qua nước tiểu. Mẫn cảm thuốc hay xảy ra, vì vậy nên thử trước khi tiêm. Sự kháng aminosid của vi khuẩn. Nhìn chung kháng sinh aminosid dễ bị vi khuẩn kháng, có thể ngay từ đợt điều trị đầu, phổ biến hiện tượng kháng chéo giữa các aminosid. Vi khuẩn kháng aminosid bằng tạo ra các enzyme tác động vào vị trí nào đó của phân tử chất kháng sinh làm mất hiệu lực, thay đổi nhóm thế dễ bị enzyme tác động, sẽ tạo ra các aminosid bán tổng hợp có khả năng chống vi khuẩn kháng. Nguồn gốc. Gentamicin là hỗn hợp các chất cấu trúc gần nhau, được chiết xuất từ môi Chinospora. Các gentamicin khác nhau ở các gốc R,
1, 2, 3, 4, 5 và 6. Hai đường amin gắn vào dioxystreptamin ở vị trí 4 và 6. Gentamicin sulfat. Biệt dược: Sidomicin, Garamicin. Là muối sulfat của hỗn hợp gentamicin C1, C1A, C2, C2A. Tính chất: bột kết tinh màu trắng, hút ẩm, rất tan trong nước, khó tan trong nhiều dung môi hữu cơ. Bên trong pH axit. Hóa tính: tính bazơ do có nhiều nhóm amin bậc 1 và 2. Tạo muối tan với axit. Định tính: sắc ký lớp mỏng so với gentamicin sulfat chuẩn. Phải có 3 vết tương đương trên các sắc đồ thử và chuẩn. Phép thử này đồng thời để thử tinh khiết. Tạo màu tím với ninh irin, chung của các aminosit. Định lượng: phương pháp vi sinh, chủng vi khuẩn thử là Bacillus pumilus. Phổ tác dụng: là kháng sinh hoạt phổ rộng, nhạy cảm trên nhiều vi khuẩn gram âm và gram dương, đặc biệt trên tụ cầu đã kháng methicillin, trực khuẩn mủ xanh. Hoạt lực yếu với các chủng gram âm và liên cầu. Chỉ định: nhiễm khuẩn đã kháng beta lactam, dùng phối hợp điều trị và phòng nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu do vi khuẩn gram âm. Kháng sinh tetracycline. Kháng sinh bao gồm các chất thiên nhiên chiết được từ môi trường nuôi cấy Streptomyces và các chất bán tổng hợp từ các tetracycline thiên nhiên. Cấu trúc chung: tất cả đều là dẫn chất của nhân octahydronaptasen. Các tetracycline khác nhau ở các nhóm thế R. Phân loại: theo hiệu lực tác dụng, các tetracycline chia ra thế hệ 1 và 2, mục tiêu bán tổng hợp tetracycline. Mở rộng phổ, kéo dài thời hạn tác dụng và tăng hiệu lực kháng khuẩn. Cải thiện về dược động học, tăng tỷ lệ hấp thu khi uống, bên với axit. Tác dụng không mong muốn. Nhìn chung kháng sinh tetracycline có độc tính thấp, đa số bệnh nhân chấp nhận thuốc, tuy nhiên có một số tác dụng bất lợi cần đề cập tới. Do ái lực với canxi 2 cộng, kháng sinh liên kết không thuận nghịch với tổ chức xương, răng, làm chuyển màu răng, giảm liên kết răng lợi, cản trở phát triển xương và răng ở trẻ em trong thời kỳ phát triển, nhỏ hơn 8 tuổi. Tác dụng không thường xuyên, viêm gan, tổn thương ống thận, sai lệch công thức máu do các sản phẩm chuyển hóa của thuốc gây ra. Tính chất lý hóa chung: bột màu vàng, phát huỳnh quang vàng trong ánh sáng từ ngoại. Hấp thụ từ ngoại với nhiều cực đại hấp thụ. Nhóm OH ở vòng D là phenol, cho phức màu với sắt 3 chloride. Tính khử: bị biến màu chậm khi tiếp xúc lâu với không khí, ánh sáng. Khử thuốc thử phenylalanine cho kết tủa đồng oxit màu đỏ nâu. Lưỡng tính: nhóm dimethylamine, 4, tính bazơ, các nhóm OH tính axit. Tạo phức với các ion kim loại, sắt 3 cộng, kẽm 2 cộng, 2 đồng cộng, các chê lát tạo thành có màu, vị trí liên kết với ion kim loại thay đổi theo pH. Trong môi trường axit, nhiệt độ phòng, xảy ra hiện tượng chuyển cấu hình, gọi là epi hóa, các nhóm CH3 và NCH3, hai từ liên kết A chuyển sang liên kết P làm giảm hoạt lực kháng khuẩn, UG, phốt phát, si chát, acetat xúc tác cho sự chuyển này. Tuy nhiên khi về pH thích hợp, cấu trúc và hoạt tính kháng sinh trở lại bình thường. Như vậy các tetracycline không bền trong không khí, ánh sáng, mất hoạt tính ở pH quá kiềm hoặc quá axit. Tetracycline hydrochloride. Tính chất: bột kết tinh màu vàng, vị rất đắng, không mùi, tan trong nước nhưng dung dịch không bền, tan trong dung dịch axit và kiềm loãng. Lưỡng tính: khó tan trong ethanol, hầu như không tan trong acetone, chloroform, ether. Định tính: hòa tan tetracycline vào axit sulfuric đậm đặc, cho màu tím đỏ, chuyển sang vàng khi thêm nước. Tạo màu tím đỏ với sắt 3 chloride, do có OH phenol. Với thuốc thử phenylalanine cho kết tủa đồng oxit màu đỏ nâu, tính khử. Sắc ký lớp mỏng, so với tetracycline hydrochloride chuẩn. Định lượng, bằng phương pháp vi sinh, hoặc sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Công dụng: nói chung có thể chỉ định tetracycline khi nhiễm các vi khuẩn nhạy cảm. Tuy nhiên, do tetracycline có một số tác dụng bất lợi với răng, xương và thận, hiện nay chỉ nên dùng khi nhiễm khuẩn mà tetracycline là thuốc đặc trị, dịch hạch, than, rickettsia. Chống chỉ định, trẻ em dưới 8 tuổi, phụ nữ mang thai và thời kỳ cho con bú.
chlorampheniicol và dẫn chất. Loại kháng sinh này chỉ có chlorampheniicol, kháng sinh thiên nhiên, và các este. Thiamphenicol là chất tổng hợp theo mô hình chlorampheniicol. Tính chất: bột kết tinh màu trắng hoặc trắng hơi xám, không mùi, vị rất đắng, bên ngoài không khí, nóng chảy ở 149-153 độ C, rất khó tan trong nước, không tan trong ete, tan trong ethanol, ethylacetate, propylene glycol. Hấp thụ từ ngoại cho một cực đại hấp thụ trong khoảng 276-278 nanomet. Hóa tính: nhóm NO2 sau khi khử hóa bằng H cộng, kẽm trong axit, chuyển thành amin thơm bậc 1, cho phản ứng đặc trưng. Trong phản ứng khử hóa trên, các nguyên tử clo hữu cơ sẽ chuyển thành clo trừ, cho kết tủa trắng xám với dung dịch bạc nitrat. Ancol bậc 1 ở cuối mạch thẳng tạo este với các axit hữu cơ. Đun sôi hỗn hợp chloramphenicol trong dung dịch natri hydroxit đặc, cho màu chuyển từ vàng sang vàng cam, cuối cùng màu đỏ bên. Định lượng: quang phổ hấp thụ từ ngoại, dựa vào cực đại hấp thụ từ ngoại của chloramphenicol trong khoảng 276-278 nanomet, với cường độ mạnh. Phương pháp đo nitrit, khử hóa, NO2 thành amin thơm 1 bằng H, chuẩn độ bằng NaNO2 0,1m trong môi trường axit clohydrit loãng, phản ứng tạo muối diazoni. Tác dụng không mong muốn: uống chloramphenicol liều cao và kéo dài sẽ gây suy tủy khó hồi phục do sản phẩm giáng vị ức chế tổng hợp ADN của tổ chức tủy sống. Khi dùng chloramphenicol điều trị thương hàn, phải bắt đầu liều thấp để tránh diệt nhiều vi khuẩn một lúc. Nội độc tố vi khuẩn giải phóng ồ ạt nguy hiểm. Chỉ định: do độc tính với tủy xương, hiện nay chloramphenicol chỉ dùng khi nhiễm khuẩn đường ruột nặng, cần điều trị cấp, tả, lị trực khuẩn, thương hàn, phối hợp điều trị viêm màng não cấp, bệnh do rickettsia. Dùng ngoài làm thuốc tra mắt dung dịch 0,4% hoặc thuốc mỡ. Chống chỉ định: tiền sử thiểu năng tủy sống, trẻ em dưới 6 tháng tuổi, phụ nữ mang thai và thời kỳ cho con bú. Các este của chloramphenicol: nhóm OH3 của chloramphenicol tạo este với các axit hữu cơ. Các chế phẩm dược dụng: chloramphenicol palmitate, chloramphenicol succinate. Công thức chung: co, gốc axit tạo este mẹ, do khi vào cơ thể thủy phân giải phóng chloramphenicol, phát huy tác dụng, nhưng khắc phục được nhược điểm của chloramphenicol, khó tan trong nước, vị đắng, nên dễ dùng hơn. Thời hạn tác dụng dài hơn, liều dùng tính quy ra chloramphenicol. Cấu trúc: các glycoside thân lipid. Phần genin là vòng lacton lớn, với số nguyên tử từ 12 đến 17. Các nhóm thế trên vòng lacton là alkin và OH. Nhóm thế aldehyde đặc trưng cho macrolid 16 nguyên tử, nhóm thế ceton đặc trưng macrolid 14 nguyên tử. Phần đường, ozơ, gồm đường trung tính và đường thế amin. Các macrolid có gạch dưới đã được ghi trong các dược điển. Nguồn gốc: macrolid thiên nhiên được chiết xuất từ môi trường nuôi cấy một số chủng Streptomyces. Đặc điểm lý hóa tính: dạng bazơ không thân nước, dễ tan trong nhiều dung môi hữu cơ, thuận lợi khi chiết xuất macrolid từ môi trường nuôi cấy vi sinh như chiết một alkaloid, muối với các axit tan trong nước nhưng dung dịch không bền, dễ kết tủa lại dạng bazơ. Tất cả các chế phẩm macrolid đều là bột màu trắng, vị rất đắng. Hấp thụ từ ngoại: macrolid với vòng lacton có nhiều dây nối A sẽ hấp thụ ánh sáng từ ngoại cường độ cao, thuận lợi phân tích bằng quang phổ từ ngoại. Vòng lacton lớn dễ bị mở trong môi trường pH kiềm hoặc axit. Macrolid tạo màu với một số thuốc thử: axit chlorhydric, axit sulfuric đậm đặc, santhidrazone, pedimethylaminobenzaldehyde. Những phản ứng màu này được dùng định tính, nhận biết sơ bộ macrolid. Phổ tác dụng: vi khuẩn gam dương, tụ cầu, phế cầu, liên cầu, trực khuẩn than, bạch hầu. Vi khuẩn gam âm, lậu cầu, màng não cầu. Một số vi khuẩn yếm khí, không nhạy cảm với phần lớn vi khuẩn gam âm, do kháng sinh khó thâm nhập vào nội bào vi khuẩn. Với phổ tác dụng trên, kết hợp đặc tính phân bố, macrolid chỉ uống điều trị nhiễm vi khuẩn gam dương, vi khuẩn yếm khí ở các cơ quan sâu trong cơ thể. Clazosamicin. Công thức: xem sơ đồ bán tổng hợp từ erythromycin A. Tên khoa học: 6-ometin erythromycin A. Tính chất: bột màu trắng đục, gần như không tan trong nước, tan vừa trong methanol, ethanol tuyệt đối, tan trong acetone, bền ở pH acid. Phổ tác dụng: như erythromycin,
một số ưu thế hơn so với azithromycin. Hiệu lực cao hơn với một số chủng tụ cầu và liên cầu in vitro. Nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu, MIC, thấp hơn 2-4 lần. Sản phẩm chuyển hóa chính là 14-hydroxyclazithromycin vẫn hoạt tính, làm tăng hiệu lực của clazithromycin với H. influenza. Hấp thu nhanh khi uống, sinh khả dụng chỉ đạt khoảng 55%. Chỉ định và chống chỉ định, như azithromycin. Vượt trội hơn erythromycin khi điều trị Helicobacter pylori nên được dùng phối hợp điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, phối hợp điều trị phong. Lincomycin hydrochloride. Biệt dược, lincosin, lincoin. Tính chất. Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng, vị đắng, hút ẩm, rất tan trong nước, dung dịch bền, tan trong ethanol, methanol, khó tan trong nhiều dung môi hữu cơ. Định tính. Phản ứng màu như đã nói ở phần trung. Sắc ký lớp mỏng, so với lancomycin và clindamycin chuẩn. Dung dịch nước cho phản ứng của ion clo. Định lượng, bằng các phương pháp đã nói ở phần trung. Chỉ định. Nhiễm khuẩn yếm khí ổ bụng, vùng chậu, gân và khớp. Thay thế kháng sinh beta-lactam trong điều trị nhiễm khuẩn gram dương, có thể phối hợp kháng sinh aminoxit để mở rộng điều trị nhiễm khuẩn gram âm. Kháng sinh quinolone. Phân loại. 1. Quinolone thế hệ 1. Gồm các chất không gắn ép. Trừ flumequine. Hiện nay hầu như chỉ dùng acid nalidixic. 2. Quinolone thế hệ 2. Được dùng từ năm 1985. Gồm các chất có gắn ép. Ít nhất là ở vị trí 6. Hay các fluoroquinolone có phủ rộng trên cả vi khuẩn gram âm và gram dương với hoạt tính mạnh. Tác dụng trên cả vi khuẩn gram âm đã kháng acid nalidixic. Trực khuẩn mủ xanh, nhiều vi khuẩn gram âm khó trị khác. Trên các vi khuẩn gram dương thì đặc biệt là tụ cầu vàng. Đã kháng gentamicin, liên cầu, cầu khuẩn ruột và các vi khuẩn kỵ khí. Cơ chế tác dụng. Theo một hoặc hai cơ chế sau và đều cho tác dụng diệt khuẩn. Ức chế ADN, ribose là enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp axit nhân. Tạo phức với kim loại hóa trị 2 của các protein chứa các kim loại này. Đồng thời phức đó ion hóa thành ion phức có hoạt tính cao với các enzyme chuyển hóa. Liên quan cấu trúc và tác dụng. Quan trọng là các nhóm thế gắn vào mùng 1, 6, 7, 8. Vị trí 1. R cho các chất có tác dụng tốt là các gốc C2H5, C3H7. Vị trí 6. Luôn mang 6, F để cho các azoquinolone là thuộc thế hệ 2. Vị trí 7. Là gốc piperazinilit thì sẽ cho các chất có tác dụng tăng đáng kể và có tác dụng tốt trên trực khuẩn mủ xanh. Các chất thế hệ 2 đều mang gốc này, ở thuốc mới có gốc gồm hệ 2 vòng gắn vào mùng 7. Vị trí 8, 8, F hoặc 8, OCH3 tăng hoạt tính, giảm tính kháng của vi khuẩn gram dương. Định tính và thử tinh khiết. Phổ từ ngoại, có sự giống nhau và thay đổi chút ít trong các dung môi khác nhau. Hai phép sắc ký hay dùng là sắc ký lớp mỏng và sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Pha động trong hai phép sắc ký này luôn chứa một thành phần kiềm, hoặc có khi là axit, do tính chất lưỡng tính của các quinolone chứa. 7. Piperazin. Định lượng. Dựa vào COOH, dùng các bazơ mạnh như natri, hoặc lithi, methylat hoặc tetrabutyammoni hydroxide, định lượng trong môi trường DMF. Tuy nhiên thường dùng axit perchloric định lượng trước bazơ của phân tử trong môi trường axit acetic khan. Sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao, đo quang. Công dụng. Quinolone thế hệ 1 chủ yếu dùng cho các nhiễm khuẩn đường niệu cấp, hoặc mạn tính không có biến chứng. Quinolone thế hệ 2, dùng cho nhiễm khuẩn đường niệu cấp hoặc mạn tính, kể cả có biến chứng, nhiều bệnh nhiễm trùng toàn thân. Nói chung, kết quả điều trị tốt hơn khi bệnh do vi khuẩn gram âm. Tác dụng phụ là những rối loạn về thần kinh và thị giác. Chống chỉ định. Phụ nữ có thai. Người cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi, đối với các fluoroquinolone, và người cao tuổi, tuy nhiên có thể có ngoại lệ. Người thiếu men G6DP vì có nguy cơ thiếu máu, người động kinh hoặc có tiền sử co giật, vì bệnh sẽ tăng và gây rối loạn tâm thần. Acid nalidixic. Biệt dược. Nigram, nelidic. Tính chất, có dạng bột tinh thể trắng hoặc vàng nhạt.
thực tế không tan trong nước, tan trong methylene chloride, ít tan trong aceton, ancol, tan trong các dung dịch hydroxit kiềm loãng. Nhiệt độ nóng chảy bằng 230 độ C. Định tính. Phổ hấp thụ từ ngoại có lambda max 1 bằng 258 nanomet, lambda max 2 bằng 334 nanomet. Thử bằng sắc ký lớp mỏng để định tính và xác định giới hạn tạp chất liên quan. Phản ứng màu. Cho vài giọt dung dịch 3 napton 10% trong cồn vào dung dịch chế phẩm trong axit hydrochloric 0,1 gram trên 2 ml có màu đỏ cam. Định lượng chuẩn độ bằng natri hydroxit 0,1 m pha trong ethanol trong môi trường metin clorid propanol nước với tỷ lệ 10:30:10. Dung điện kế thế. Công dụng đại diện cho các quinolông thế hệ 1, chỉ tác dụng trên vi khuẩn gram âm như E. coli, liên cầu, phế cầu. Không tác dụng trên trực khuẩn mù xanh. Chỉ định nhiễm khuẩn đường niệu cấp, tái phát, nhưng không có biến chứng. Phòng nhiễm khuẩn hậu phẫu. Có thể dùng điều trị tiêu chảy, lị tái phát. Do Shigella đã kháng ampicillin hoặc cotrimoxazole. Dạng thuốc. Viên nén 0,25, 0,50 và 1 gram. Viên sùi, hỗn dịch. Ciprofloxacin hydrochloric. Tính chất. Dạng bột kết tinh màu hơi vàng, tan trong nước. 1 gram trên 25 ml. Khó tan trong methanol. Rất khó tan trong ethanol. Thực tế không tan trong acetone. Dichlorozometan. Thử bằng sắc ký lớp mỏng. Định lượng bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Công dụng. Có hoạt phổ trung bình của quinolông thế hệ 2. Tác dụng mạnh trên hầu hết các vi khuẩn gram âm gây bệnh, trong đó có trực khuẩn mù xanh và vi khuẩn họ đường ruột. Có tác dụng đối với tụ cầu vàng, gram âm. Với liên cầu chỉ có tác dụng vừa phải, tương tự ofloxacin, levofloxacin. Trên nhiều vi khuẩn gram dương. Chỉ định. Viêm xương khớp, tiêu chảy nhiễm trùng Shigella hoặc Campylobacter, viêm đường hô hấp dưới, viêm da, các nhiễm khuẩn đường liệu và mô mềm. Là thuốc chọn lọc điều trị nhiễm khuẩn đường ruột, tiết niệu. Tác dụng phụ và chống chỉ định, mời các bạn xem phần đại cương. Các tai biến đáng kể gặp phải khoảng 73% và 3-5% phải ngừng thuốc. Dạng thuốc. Viên nén 100, 250, 500 và 750 mg. Lọ bột tiêm 200 mg. Dung dịch tiêm truyền 200 mg trên 100 ml. Dung dịch nhỏ mắt 0,3%.